Hi, xin chào các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình. Mình là Kiên và theo như các bạn đã biết thì kênh YouTube của mình là hướng tới những cái chai nước hoa giá rẻ, nịnh mũi và phổ biến trên thị trường. Thì đa số trong số đó là sẽ là những chai nước hoa designer. Thì sau một thời gian mình làm thì mình có nhận được rất nhiều những cái ý kiến, rất nhiều cái sự tin tưởng. Đó là nhờ mình làm những chai nước hoa ở phân khúc cao hơn. Nên là hôm nay mình sẽ làm ra 5 cái tên ở phân khúc tầm giá trên 3 triệu đồng để các bạn có thể tham khảo. Nhưng mà thực ra thì nói 5 chai nó rất là ít, mình nghĩ phải tầm 50 chai, 100 chai. Tại vì nếu như các bạn có tài chính tốt thì các bạn cũng sẽ có rất nhiều lựa chọn. Nó khác với các bạn có 1-2 triệu thì lựa chọn nó hạn chế, chứ tầm 6-7 triệu thì các bạn lại có rất nhiều. Và đây là 5 chai nước hoa mà mình nghĩ rằng là nó rất phù hợp cho nam giới để các bạn thử, và mùi hương nó cũng rất là nịnh mũi. Thì những chai nước hoa cho nữ giới thì mình sẽ làm những video sau nha. Chúng ta cùng nhau vào luôn video này nha. Ở vị trí số 5, đó là một cái tên rất là quen thuộc mà mỗi khi nhắc tới phân khúc cao cấp cho nam giới, các bạn đều nhắc tới, đó chính là Creed Aventus. Với tầm 5-6 triệu đồng, các bạn sẽ sở hữu một cái mùi hương gồm dứa, khói, long diên hương rất đặc trưng của nhà Creed. Và nó mang đến một cái hình ảnh người đàn ông rất là lịch lãm, rất là sang trọng. Và mình đã có rất nhiều những cái video quay về em nó rồi, nên là mình sẽ không nói lại ở cái phần này nữa, mà mình chỉ nói hai điều mà các bạn cần lưu ý. Đó là Creed Aventus thì nó nổi tiếng với những cái best coat, gọi là năm này thì mùi bán quả tốt, năm kia thì mùi bán quả không tốt. Nhưng mà các bạn phải nhớ rằng một điều là đây là một cái mùi hương mà mình nghĩ rằng là phù hợp sử dụng xuân thu hè, nên là nó không thể nào bán quả tốt như những mùi mùa đông tầm 10 đến 12 tiếng được cả. Vì thế thì nếu như các bạn đã thích cái combo dứa khói thì các bạn cũng đừng nên quan tâm quá nhiều vào những cái best coat của chai nước hoa này. Và cái điều thứ hai mà mình muốn nói về chai Creed Aventus này, đó chính là nhà Creed này nó đã bán lại cho một công ty khác, và Creed Aventus hiện nay bán tại store thì nó đã bị reform mùi hương khá nhiều. Nên là nếu như bạn nào mà quan tâm về cái việc reform như nào ấy, thì mình có thể để cho các bạn cái đường link ở phần điểm tin để các bạn có thể xem. Và nếu như các bạn thích combo dứa khói thì các bạn nên tìm những cái ba phiên bản ở đầu năm 19 hoặc là từ năm 19 đổ về, thì nó sẽ là combo dứa khói. Còn bây giờ những cái phiên bản mới thì nó đã thay đổi rồi. Ở vị trí số 4, đó là một chai nước hoa đến từ nhà Lilavo. Không phải Another 13, cũng không phải Sandro 33 hay là Bergamot 22, đó chính là Rose 31. Đây mới là chai nước hoa gọi là best seller ở châu Âu. Và mình nghĩ rằng là đây là một chai nước hoa nó sẽ nghiêng nam nhiều hơn là dùng cho các bạn nữ. Tại vì nếu như nữ thì mình nghĩ là phải là thực sự cá tính, nhưng mà với những bạn nam thì combo tiêu hồng và gỗ thực sự đằng của Lilavo nó rất là hấp dẫn. Tại sao mình lại nói vậy? Tại vì khi các bạn xịt ra, các bạn sẽ cảm thấy cái mùi cay và ấm của tiêu rất là rõ ràng. Và mình nghĩ rằng là mùi hương đó thì sẽ khó lòng mà chiều lòng được cho tất cả các bạn nữ. Và dry down thì hồng và gỗ sẽ ôm lấy nhau, nó mang đến một cái mùi hương, nó khi mà mình ngửi mình sẽ hình dung ra được là một người đàn ông trưởng thành này, tinh tế, khéo léo và rất là ấm áp. Thì Lilavo Rose 31 nó sẽ mang đến hình ảnh như vậy. Và nếu như bạn nữ nào thích dùng thì chắc là cũng phải rất là cá tính, rất là mạnh mẽ thì mới thuần hóa được Rose 31 này. Và Rose 31 này thì nó bám ở trên da mình khoảng tầm 8-9 tiếng, khá là tốt. Và độ tỏa hương tầm một cánh tay, rất là ấn tượng. Có hai điều về Rose 31 của Lilavo này, đó là với thứ nhất, giá của nó thì khá là cao ở trên thị trường, nó rơi vào tầm chắc tầm 5-6 triệu cho một chai 100ml như này. Và cái thứ hai đó là mình nghe nói đợt này Lilavo họ không còn pha chế tại các store nữa, mà họ để pha chế thẳng từ công ty và sẽ chuyển thẳng ra các store. Nên là với cái mùi hương, với cái phong cách nó mang được cái ấn tượng của nhà Lilavo thì hiện nay thì gần như là mình thấy rằng là nó đã đánh mất. Và những cái chai mà mình đã ngửi ở ngoài chai Rose 31 này ra ấy, cũng là Rose 31 nhưng mà của những người khác, thì nó có sự khác nhau. Có thể là do nước hoa tươi, nên là nếu như cái cách pha chế khác nhau thì cách pha chế gọi là người nhanh người chậm thì nó sẽ ảnh hưởng, nó không đều tay. Thì với Rose 31 này, nếu như bạn nào là bạn nam thì mình nghĩ là sẽ phù hợp với những cái chai mà nó thiên hướng tiêu và gỗ nhiều.
Còn nếu mà có nhiều trai mình ngửi thì nó lại lên hồng rất là nhiều, nó lại hợp nữ. Vì thế thì thực ra thì nếu mà gọi là tìm hiểu sâu thì các bạn lên lựa chọn những cái chai nước hoa mà cho nam giới thì nó mang nốt tiêu và gỗ thì nó sẽ hợp. Còn nếu như không quá là quan trọng thì cứ mua Row 31 thôi. Mình nghĩ rằng ở đây là một chai nước hoa dù có Black Bay thì các bạn cũng sẽ rất là ưng ý. Ở vị trí số 3 đó là một chai nước hoa đến từ nước Ý, đó chính là Sesop Mephisto. Đây, các bạn có thể nhìn thấy, đó, trông nó rất là đẹp đúng không? Nó có một cái nơ này nữa này. Nếu như bạn nào mà không biết quá nhiều về nước hoa ấy, thì mình, các bạn hãy nhìn thấy chai nước hoa này rất là lạ. Nhưng mà nếu như bạn nào mà chơi nước hoa rồi thì mỗi lần nhắc tới Mephisto các bạn sẽ nhớ tới chai nước hoa Quicksilver Mountain Water. Nhưng mà với mình thì hai chai nước hoa này, hai chai nước hoa đó thì nó chỉ giống nhau tầm 1-2 phút ban đầu thôi. Và về sau thì nó đi theo hai hướng hoàn toàn khác nhau. Và cái phiên bản Sesop Mephisto này thì nó có hai bản. Đây là bản trong bộ sưu tập Casamorati, và còn một bản nữa thì mình không nhớ rõ lắm, hình như nó có tên là cái gì đó. Mình sẽ để hình ở đây để cho các bạn biết mình recommend mùi hương này nhá. Và mùi của Sesop Mephisto thì khi các bạn xịt ra thì các bạn sẽ cảm thấy cái mùi chua của chanh rất là rõ ràng, cùng với cái vị rất là tươi và mọng nước của citrus. Nhưng mà bạn sẽ vẫn thấy một chút thơm hơi phấn nhẹ của lavender. Và khi dry down xuống thì lavender, phấn và gỗ xuất hiện rất là rõ ràng, và cái vị chua nó được lắng hẳn xuống. Nó trở thành một cái mùi hương rất là, mình gọi là ngửi một phát rất là thích luôn. Nếu như bạn không thích nốt hương hoa tím hay là cái mùi hơi phấn phấn của iris hay là của lavender thì đây không phải là lựa chọn cho bạn. Nhưng mà phải nói rằng là cái Mephisto này đó là một nhà nước hoa được Ý, và nước hoa của Ý thì nó luôn luôn mang phong cách rất là phóng khoáng, rất là có cái gì đó rất là lãng tử, rất là phong trần. Họ không bị giới hạn bởi nguyên liệu là với nguyên liệu này thì phải làm ra kiểu này. Nhưng mà với nước hoa Ý thì mình lại thấy nó mang cái hơi hướng gọi là khá là hiện đại và không bị gò bó. Và Sesop này thì mỗi khi mình xịt ra thì mình sẽ liên tưởng đến một người đàn ông mặc những chiếc áo kiểu polo có cổ cùng một chiếc quần Âu hay là một chiếc quần kaki sáng màu, kiểu polo đen xong rồi kaki sáng màu, trông nó rất là thể thao, nó rất là khỏe mạnh, nhưng mà có một và với cái mái tóc dài trông nó rất là lãng tử, đúng kiểu đàn ông Ý ấy. Đấy, nên là nếu như bạn nào mà theo đuổi cái phong cách đấy thì các bạn có thể mua Sesop Mephisto này. Và em này thì hiện giờ trên giá trên thị trường tầm hơn 3 triệu, 3 triệu rưỡi hay là 4 triệu gì đấy, mình không nhớ rõ lắm. Và đặc biệt có một điều đó là em nó thì sử dụng vào mùa hè khá tốt, thì nó khá là giống, cái độ sử dụng của nó khá là giống với Kit Aventus khi mà sử dụng được vào xuân, hè và thu. Và cái độ bám tỏa của em nó thì cũng rất là tốt. Mình nhớ rằng là mình xịt ở trên tay chỗ này và mình đi làm thì nó tỏa hương rất tốt, mọi người đều xung quanh đều ngửi thấy. Và nó lưu trên da mình tầm 7 đến 8 tiếng. Và với một cái mùi hương như này thì nó không hề gây khó chịu cho bạn. Nên là các bạn có thể lựa chọn em nó rất tốt để sử dụng mùa hè, mùa xuân, mùa thu nếu như các bạn theo đuổi phong cách như mình vừa nói ở trên. Ở vị trí số 2 đó là một chai nước hoa mang nốt hương thuốc lá, Perfume de Molly Heros. Đây, chai nước hoa này thì mình thấy rằng là sau khi mình làm một clip top 5 chai có nốt hương thuốc lá thì rất nhiều bạn gọi là tại hỏi mình là tại sao không làm chai nước hoa này. Thì bây giờ mình làm, tại vì nó thuộc vào hàng gọi là trung cấp cao tiền tầm hơn 3 triệu. Em này chắc là tầm hơn 3 triệu trên thị trường, nên là mình không muốn cho vào cái top list kia. Thì mùi hương của Heros nào, thì các bạn khi các bạn xịt ra thì cái mùi hương của Heros nó sẽ là mùi thuốc lá rất là rõ ràng, các bạn nghĩ đấy, cùng một chút gia vị. Nó là mình liên tưởng tới Spy Bomb của nhà Victor and Rob, nhưng mà ở đây thì nó sẽ nhẹ nhàng gia vị hơn. Và dry down thì nó có phần hơi ngọt đấy nhá, chứ không phải ngọt hẳn như những chai nước hoa mang cái nốt hương thuốc lá như là Tom Ford Tobacco Vanille hay là mấy cái nốt hương thuốc lá kiểu The Wood Effect gì đó. Thì với Heros này thì mình nghĩ rằng đây là một cái sự blend khá là nhuần nhuyễn, và mình nghĩ rằng đây cái mùi hương này khi các bạn xịt ra và các bạn sử dụng thì các bạn sẽ rất là thích. Và với mình ấy, nếu như có Black Bay chai nước hoa này thì các bạn lại không bao giờ phải thất vọng. Thuốc lá, quế tiêu cùng với vani rất là tuyệt vời blend.
ở mức độ khá là an toàn nhá, khá là an toàn, nó không quá là đặc biệt nhưng mà nó rất là an toàn và rất là nịnh mũi. Nên là em này mà sử dụng vào mùa đông ấy thì chắc là một cái lựa chọn, chắc cũng thuộc vào hàng best choice ở trong tầm giá tầm trên 3 triệu đồng một chút. Và độ bám của Hero thì nó rất là tốt rồi, một cái mùi hương nước lá nó lưu trên da mình tầm 9 đến 10 tiếng. Mặc dù mình xịt vào thời điểm vào mùa hè nhá, nó vẫn lưu trên da mình tầm 9-10 tiếng, khá là tốt. Và nó tỏa hương tầm một cánh tay, nên là các bạn không phải suy nghĩ gì cả. Em này mà xịt mùa đông thì không khác gì đi ra đường mà các bạn có một cái túi sưởi trong người cả. Và đó là vị trí số 2, Perfume de Marly Hero. Không biết là ở đây có bạn nào theo dõi nhà thiết kế Thái Công không? Thì mình là một fan của nhà thiết kế Thái Công và mình còn sub kênh YouTube và xem rất nhiều video của anh. Thì mình có nhớ rằng có một cái video anh nói là những cái đồ dùng của đàn ông không thể thiếu. Thì trong đó anh có nói tới hai chai nước hoa, đó là nhà Tom Ford Ombre Leather và chai nước hoa Tom Ford Neroli Fortofino. Nhưng mà không phải phiên bản này, với mình đây là của mình là phiên bản Forte nhá. Tại sao mà mình lại lựa chọn phiên bản Forte cho nam? Tại vì khi cái mùi hương của phiên bản gốc ấy mình xịt ra thì mình cảm thấy rằng là nó có phần hơi swappy, nó có phần hơi kiểu gọi là unisex. Nên là khi mà mình đã tìm cái mùi hương để đi comment cho các bạn ấy thì mình đã thử hai bản và mình thấy rằng phiên bản Forte này nó khá là ngon. Tại vì khi cái phiên bản Forte xịt ra thì nó lại khác hoàn toàn. Là khi các bạn xịt ra, các bạn gần hình dung là các bạn đi vào một cái khu vườn hoa cam mà các bạn bẻ những cái cành rồi các bạn vò cái lá và cả hoa, các bạn đưa thẳng lên mũi thì cái mùi hương nó sẽ sộc vào, nó kích thích cái khứu giác của bạn. Và cái mùi hương này thì mình không hiểu là do đâu mà nó có một cái chút hơi kiểu hơi cay cay, rất là đặc trưng. Và chính cái nốt hương cay cay này nó đã làm cho mình lựa chọn đây là một chai nước hoa dành cho nam chứ không phải là cái phiên bản gốc. Tại vì cái chính cái vị cay cay đấy nó làm cho mình cảm thấy rằng là nó rất là đàn ông, nó rất là nam tính. Và khi dry down thì một chút xạ và nó mang đến một cái mùi hương rất là sạch, rất là gọi là fresh và rất là năng động. Và cái mùi hương này thì nó có phần hơi tối, về sau dry down nó sẽ hơi tối một chút. Và với phiên bản Neroli Forte này thì nó lưu hương ở trên da mình khá là tốt. Đó là cái phiên bản nâng cấp khá là hoàn chỉnh so với phiên bản gốc. Phiên bản gốc nó chỉ bám trên da mình tầm 4 tiếng, 5 tiếng. Thì với phiên bản Forte này nó phải bám tầm 7 đến 8 tiếng. Rất là tốt cho một cái mùi hương hoa sử dụng vào mùa hè của nhà Tom Ford này. Và cái độ tỏa hương của em nó thì chắc là tầm nửa cánh tay quay đầu thôi. Nó không được xa như những cái mùi hương mà mình vừa review. Và giá tiền của em này chắc là cũng chả là chát khi mà cái bộ sưu tập Private Blend này thì nó rơi vào tầm chắc tầm 5-6 triệu gì đó cho phiên bản 100ml. Và cái một điều nữa là cái phiên bản 100ml nó rất là xấu. Nên là nếu như các bạn mua thì các bạn chỉ cần mua phiên bản 50ml thôi. Cái hộp nó sẽ rất là xinh và giá nó cũng sẽ rẻ hơn rất là nhiều. Và đến lúc để bày thì nó vô cùng đẹp luôn. Các bạn bày tầm 4-5 chai 50ml thì thực sự là rất là sang chảnh. Và đây là một cái mùi hương mà mình nghĩ rằng là nó sẽ khá là an toàn dành cho các bạn nam thích những cái phong cách nó nhẹ nhàng, nó thư thái, nó kiểu thư sinh và nó gọi là trong mức độ gọi là không gây khó chịu cho mọi người. Thì Tom Ford Fortofino, hơi khó đọc chút, Fortofino Forte này đó là lựa chọn rất là tốt. Và đó là năm chai nước hoa mình recommend cho các bạn nếu như các bạn là một người không quan tâm đến tài chính cho lắm và muốn tìm những cái mùi hương nó thuộc vào mức gọi là an toàn, gọi là khởi đầu cho những bước đi để sau này để tìm hiểu sâu hơn vào thế giới mùi hương. Thì đây là những cái mùi hương mà các bạn nên thử qua. Tất nhiên là còn rất nhiều những cái mùi hương khác, nếu như có dịp thì mình sẽ làm gọi là review chi tiết hơn cho các bạn. Và nếu được nữa thì mình sẽ đi so sánh những cái mùi hương đó, phỏng vấn như những cái video mình đã hay làm. Nhưng mà mình nghĩ rằng là nếu như các bạn có những bước đầu đi sâu vào thế giới mùi hương này chắc thì sau này các bạn sẽ tha hồ mà rẽ. Và đây là năm mùi hương mà các bạn nên thử qua. Và nếu như các bạn có những cái tên nào muốn chia sẻ hay là muốn mình review để mọi người cùng biết thì hãy cứ comment ở bên dưới. Và đừng quên like, subscribe và chia sẻ ở kênh YouTube của mình nếu như các bạn thấy những cái video của mình hay và bổ ích. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.